Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Hôm nay thì mình đang có ở đây hai chiếc máy, đây là chiếc Zenfone 3 và đây là chiếc Redmi Note 3 Pro. Hôm nay thì mình muốn làm một bài speed test để so sánh sức mạnh giữa hai con chip. Đây là chip 625 và đây là chip 650. Phiên bản Redmi Note 3 Pro này của mình là phiên bản 3GB và chiếc Zenfone 3 của mình thì là vẫn là phiên bản 4GB thôi. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một cái bài test nhỏ nhỏ thôi để chúng ta hãy cùng đo xem là với cái hiệu năng cũng như là cái khả năng đánh nhiệm của máy nào sẽ đem lại tốt hơn. Đầu tiên thì các bạn xem qua là chúng ta không bất ứng dụng là chạy nền, và có một điểm nữa là chiếc Redmi Note 3 Pro này mình đã bật chế độ tối ưu hóa bộ nhớ. Và chúng ta sẽ bắt đầu với Tempo Run 2. Cả hai máy đã chạy xong thanh loading rồi và chiếc máy sẽ vào trước đây. Như vậy là Redmi Note 3 Pro đã vào trước, nhưng mà chỉ cách đó khoảng 1-2 giây thì chiếc Zenfone 3 cũng đã vào ngay sau đó. Sự chênh lệch là không quá nhiều. Rồi, tiếp theo sẽ là Subway Surfer nào. Từ game này thì chiếc Redmi Note 3 Pro đã có một sự nhỉnh hơn rồi. Đúng là như vậy, và nó đã vào game trước cách tầm khoảng 3 giây cho đến 4 giây so với cả chiếc Zenfone 3. Mình sẽ tiếp tục với Smash Hit. Một lần nữa, Redmi Note 3 Pro lại chiến thắng, nhưng sự chênh lệch lần này vẫn chưa đủ nhiều lắm. Nó chỉ tương đương với tựa game Samurai Run 2 thôi. Fruit Ninja nào. Với tựa game Fruit Ninja này thì chiếc Zenfone 3 đã vào trước. Đã có một điểm về cái phần hiệu năng cho Zenfone 3 rồi. Nào, tiếp theo game nặng nào, Advan 8. Với tựa game này thì hai máy vào bằng nhau luôn. Nào, tiếp theo sẽ là tựa game Nova 3. Hai game kiểu vào cùng lúc, kiểu perfect vãi. Xem game này xem có liệu vào cùng với nhau không nào. Rồi, với tựa game này thì Zenfone 3 lại vào trước. Rồi, chúng ta sẽ load vào màn chơi nào. Với cái tốc độ load màn chơi này thì một lần nữa Zenfone 3 lại chiến thắng. Chúng ta sẽ để cho nó chạy ngầm nào. Sang tiếp tựa game Dead Trigger 2. Rồi, đến tựa game này thì chiếc Redmi Note 3 Pro vẫn vào trước, nhưng mà nó chỉ chênh lệch khoảng 1 giây so với cả chiếc Zenfone 3 thôi. Và tựa game cuối cùng sẽ là Tap Titans. Thôi khỏi thông báo đi. Với tựa game này thì hai máy có thể coi là vào tương đương với nhau. Chúng ta nhìn Redmi Note 3 Pro có vẻ chậm hơn một chút, nhưng mà thật ra tại vì nó có cái thông báo vậy thôi. Với tựa game này thì là tương đương với nhau. Như vậy là xong rồi phần hiệu năng rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển qua về khả năng đa nhiệm để xem rằng là chiếc máy nào sở hữu khả năng đa nhiệm tốt hơn. Đúng như dự đoán, Zenfone 3 có 4GB, thế nên rõ ràng nó khả năng đa nhiệm tốt hơn so với cả Redmi Note 3 Pro là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên thì máy này là máy 3GB và mình cũng đã bật tối ưu hóa bộ nhớ rồi, và có vẻ như cuối cùng nó chỉ lốt lại 3 tựa game đầu tiên thôi, còn lại thì nó vẫn sẽ sống rất là ổn. Advan 8 xem. Rồi, rất ngon, hai máy vẫn đang rất là ổn. Nova 3 hai máy vẫn tốt, có vẻ như đúng mình dự đoán. Redmi Note 3 Pro chỉ lốt lại 3 tựa game đầu thôi. Và cuối cùng là Tap Titan. Rồi. Xong. Và đến đây thì mình đã hoàn thành xong bài speed test so sánh giữa khả năng đánh nhiệm cũng như là cái hiệu năng của hai máy. Rõ ràng là về cái khả năng đánh nhiệm thì rõ ràng Zenfone 3 nó vượt trội hơn, bởi vì nó có đến tận 4GB cơ. Tuy nhiên về hiệu năng thì mình vẫn đánh giá cao cái chiếc 650 trên Redmi Note 3 Pro hơn. Và đến bây giờ thì các bạn muốn mình làm thêm speed test của Zenfone 3 với chiếc máy nào nữa ấy, thì cứ để lại yêu cầu của mình ở phần comment bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên like, share và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.